Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào buổi lễ phóng sanh ngày hôm nay, con xin thay mặt sư phụ thông báo. Hôm nay sư phụ bận công việc nên không thể nào làm lễ phóng sanh được. Và thứ hai đó là vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 2 tháng 6 năm Canh Tý, vào ngày thứ Tư, đó là lễ giỗ của sư cô Liên Phương. Tổ sướng quan khai thị, kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kể như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cung tế quỷ thần. Phú quý, đại gia, luôn giết con vật lớn để tế. Một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phát mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quý thần lấy thiên địa làm chủ thể các sự. Hát chẳng phải là tâm ấy, trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lệ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nỗi khổ các sẻ. Ông thần ấy có đáng gọi là một vị thần, chánh thần, thông minh, chánh trực, thướng thiện, phạt ác nữa chăng? Nguyên do là vì bọn ngũ phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sau thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vân dự đức, thông minh, chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Cái nào chẳng sát sanh cúng tới mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm thâm cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy cái nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dội tử ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hồn chứ mình có dịp ăn thịt, nên phải đình trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy.
lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thông nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân, lỗi lạc, suốt đời ăn chay. Do họ muốn ăn thịt, bèn vô cứ bị truyền, giết vô số sinh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời, chây lý, dối thánh, khinh niệm ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiền, lại lầm lạc cầu đạo với thần, đến nỗi sát hại sinh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do tốt nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối tốt nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hàng quý thần kia, chính họ còn đắng trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật, Bồ Tát, khắc chi lửa đông đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật, Bồ Tát cầu đạo, lại hướng về quý thần cầu đạo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiết sinh mạng loài vật, cho nên theo chi kiến tiếp tục cho rằng dân tức con lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi, lầm tưởng đấy là hiếu, còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tăng tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thực của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả bao đời của đức Như Lai vậy. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Linh Cứu Hộ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Canh Tý, đệ tử Diệu Âm chúng con xuất gia cập tại gia, văn tập tại khu chiên tu chi nhánh tỉnh Thất Quan Âm phát Bồ Đề Tâm, mua các loài thượng cầm hạ thú này về để phóng sanh. Nguyện cho tất cả chư vị đều được giải thoát thân súc sanh, quy y Tam Bảo, sám trừ nghiệp chướng, chí thành niệm Phật, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sớm mau thành Phật. Giới hương định hương dự huệ hương, giải thoát chi kiến hương, hương quang minh văn đài biển pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Này hỡi các loài chúng sanh ơi, từ đời vô thủy kiếp đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên kiếp này phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân súc sanh, thân mạng sống chết mong manh, gửi trên giao thớt mai thai. Hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng đã có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy thì giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Dương chi tình thị biến sai tam thiên tánh công bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Phù thử thị dạ bát công đức thị tại tiên chân tiên đẩy chúng sanh nghiệm cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cả trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cần phám thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ. Quyên trừ nội ngoài đẳng đình đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sân kiết quế ban nhi thành tịnh độ. Sở vị đạo nội ngoại trung giai vô trượt quê thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lộ thị năng linh nhất thích biến thập phương tinh chiên cấu quế trận quyên trừ phổ sái pháp viên tấm thanh tịnh. Này tất cả các chướng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng các sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phần Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắn Ra Đáng Nam. Thượng Bán Ra Cha Bồ Đề Tăng Đọa Bà Cha Ma Ha Tăng Đọa Bà Cha Ma Ha Ca Lô Ni Ca Cha Án Tăng Bạn Ra Phật Về Số Đát Na Đáng Tỏ Nam Mô Tấn Kiến Lần Đỏ Y Mông A Di Gia Bà Lô Yên Đen. Nam Mô Na Ra Cần Thị He Thị Ma Ha Bạn Ra Sa Mế Tăng Bà Tha Đâu Chú Bằng A Thị Dừng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đầu Đáng Điện Tha Án A Bà Lô E Lô Ca Đế Ca Đa Đế Di He Thị Ma Ha Bồ Đề. Ma ra ma ra ma hi ma hi ghi đà dân cô lô yên mong đô lô đô lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa đi ni thắng vận ra gia ra ma văn ma ra mùng đế lệ. Thắng na ra xâm vận ra xa đời phật xâm vận ra xa gia hộ lô ma ra hộ lô hi thì ta ra tấn thì tô đô. Bồ đà già di đế đi già na đa cần đi địa đi sáng ni na ba già ma na ta ba ha thắng đà già ta ba ha ma ha thắng đà già ta ba ha thắng đà du nghệ thắng bèn ra già ta ba ha ma ra na ra ta ba ha thắng ra thắng ra mồ khê già ta ba ha ta ba ma ha thắng đà già ta ba ha giá kiết ra thắng đà già ta ba ha ba đà ma hiến thắng đà già ta ba ha. Đà đa dạ ta bà ha ba bà lì tấn hiến ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đắng đa 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 dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đế thương bàn ra dạ ta bà ha hắn tấn điện đô bàn đa đa bà xà dạ ta bà ha bà xà dạ ta bà ha hắn tấn điện đô bàn đa đa bà xà dạ ta bà ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tam bảo, đừng trở lại làm người đầy đủ ngầm chánh pháp và tinh sâu cùng viên thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ. Chúng sanh nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy gần các ngươi trước lòng tầng tụng lắm. Tội tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống mà đò đà chỉnh thường đau khổ đông vệ sừng có đờ đường đâu dù là bay đứng lần sau lưới vây ta bắn bóng câu thả môi ta càng bắn cùng hơi phun đồng lông đó dù kêu không ai thương hồn còn phan phân nấu gan xong rồi muôn phần trên nay người cầm trắng may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người đường thoát thân đến đây lại đường nhờ ông phép màu vậy người kiệm hồi đầu quy phần song giống lòng quy pháp quy tăng hành động sám hối thân tâm nhẹ nhàng nay các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân miền ý mà sanh ra hôm nay phán tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y phần lượng túc tung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp ly dùng tung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng tung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y phần không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Y Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ Tấn Đam Bà Tỳ A Di Đi Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đi Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nì Già Già Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ Thì ca lăng đế a di đà đa thì ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà ha. Nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tỳ a di đà đa thì ca lăng đế a di đà đa thì ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà ha. Quy mang lễ a di đà phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cuối sinh đấng từ bi tìm đồ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Hùng Đại Lần Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Lần Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lần Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Niệm Phật phóng sanh công đức thù thắng hành. Phổ biến thân hướng nhai hồi hương. Phổ nguyện tham giới chư chúng sanh. Quang phần sáng nguyện tiêu tam chứng từ phiền não. Nguyện đăng trí huệ chân minh liều.
Phổ Nguyện Thọ Chương Thắng Tiêu Trừ A Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cơ phẩm liên hoa vi phụ mẫu hóa hoa khai kiên phần ngộ vô sanh, bẩn thối Bồ Tát vi bàn lự, nguyện gì tự công đức vô cầm ư những thiết ngà đằng giữa chúng sanh giai không thành phần đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An, cầu nguyện thế giới hòa bình, muôn loài chúng sanh đều được an lạc. Đệ tử chúng con nguyện xin đem tất cả công đức phước đức phóng sanh này thành tâm hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đang bị bệnh dịch nhiễm Covid-19 và tất cả thân bằng quyến thuộc của đệ tử chúng con. Và xin hồi hướng công đức phóng sanh này cho ân sư Thượng Nhân Thượng Tịnh Hạ Không, đại đức ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn và đại chúng của Tịnh Thất Quan Âm cũng như khu chiên tu. Và xin hồi hướng cho tất cả chư vị Phật tử đang dâng sớ kỳ an dưới đây. Cặp hồi hướng kỳ an cho Phật tử Trần Thị Mẫn, nơi ở thành phố Hải Dương, Trần Văn Kè 64 tuổi, Trương Thị Liên 63 tuổi. Cặp kỳ an cho Phật tử Đoàn Thị Thực, pháp danh Diệu Âm Hoa Hạnh, Trương Thị Dung, pháp danh Diệu Hòa, Khấu Sen Na Hiền 17 tuổi, đang ở Đan Mạch, Vũ Văn Hảo, Đào An Chi, Đào Tan Thành, Trần Thị Mỹ Hạnh, pháp danh Diệu Âm Nguyên Nhân, Đào Tấn Công, Đào Văn Minh Sơn, pháp danh Thọ Tiến, Tà Thị Thị Liên, Trương Thị Mỹ, pháp danh Nguyên Bình, Đào Văn Chi, Huỳnh Văn Tâm, Lê Thị Đức, Huỳnh Thị Ngọc Diễm. Và hồi hướng cho đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh được thừa hưởng tất cả công đức này mà thân tâm thường được an lạc, tật bệnh tai ách tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tội diệt, phước tăng, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hà bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Phật A Di Đà thọ ký. Và đệ tử chúng con nguyện xin đức từ phụ A Di Đà thị từ chấn tích Quang Lâm thừa tư công đức này mà tiếp dẫn phụng vị chư hương linh vong linh đăng dâng sớ kỳ siêu dưới đây. Cặp kỳ siêu cho hương linh Lê Trí Toàn, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 72 tuổi. Hương linh Phạm Thị Đáng, pháp danh Diệu Âm Diệu Văn, hưởng thọ 93 tuổi. Hương linh Lê Văn Dị, hưởng thọ 78 tuổi. Trần Thị Mít, hưởng thọ 93 tuổi. Nguyễn Thị Kính, hưởng thọ 94 tuổi. Cặp kỳ siêu hương linh Lưu Hòa, 64 tuổi. Hồ Thị Hiệp, 79 tuổi. Lưu Minh Điện, 25 tuổi. Lưu Bé Bảy, 37 tuổi. Lương Văn Giàu, 67 tuổi. Võ Thị Bàn, 65 tuổi. Lương Văn Kiểu, 53 tuổi. Trần Văn Bảy, 84 tuổi. Cặp kỳ siêu hương linh Nguyễn Thị Kính. Hương linh Nguyễn Thị Nga, 31 tuổi. Pháp danh Liên Hoa, nơi ở Bắc Ninh. Cặp kỳ siêu cho hương linh Trần Thị Bông, hưởng thọ 81 tuổi. Hương linh Quỳnh Bường, hương linh Lê Thị Cúc, mất ngày 12 tháng 7 năm 2020 tại 90A Xô Viết, Nghệ Tĩnh, phường Thẳng Tam, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, hưởng thọ 73 tuổi. Cặp kỳ siêu cho hương linh Đào Thị Điểu, 35 tuổi, chết ngày 27 tháng 5 2008. Cặp kỳ siêu cho hương linh Vũ Văn Kiển, mất ngày 6 tháng 5 2020. Hương linh Đào Trần, pháp danh Thiên An, hương linh Cửu Quyền Thất Tổ, hương linh Thai Nhi Trần Thị Mỹ Hạnh, pháp danh Diệu Âm Nguyên Nhân, cùng đẳng đẳng chư vị hương linh vong linh đang trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như chư vị hương linh đang ở khu chiên tu, và tất cả chư vị hương linh là quan gia trái chủ của đệ tử chúng con đã giết hại trong nhiều đời nhiều kiếp, cùng tất cả chư vị hương linh chết vì bệnh dịch virus corona, về đây thừa hưởng tất cả công đức phóng sanh này mà văn kinh thính pháp Phật lực siêu tiến tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện ân sư quấn dục phụ mẫu sinh thành đàn na tính thí công phu công quả tăng ích phước điền. Phổ nguyện âm siêu dương thể pháp giới chúng sanh tình giữa vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ quy Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phan lòng vô thường, từ quy pháp, xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển,
Từ quy y tăng sinh huyền chúng thanh thống lý đời chúng tất cả không ngày. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.